Hello, xin chào tất cả các bạn và các con học sinh lớp 2 nhé. Các con học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. Bài toán liên quan đến phép cộng. An có 5 bông hoa, Bình có 4 bông hoa, hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa? Như vậy có tất cả bao nhiêu thì ta cộng lại. Bài giải hai bạn có tất cả số bông hoa là 5 cộng 4 bằng 9 bông, đáp số 9 bông hoa. Ta đi vào bài số 1. Long có 10 bút chì màu, Bảo có 9 chiếc bút chì màu. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu? Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là 10 cộng 9. Bằng 19 chiếc. Đáp số là 19 chiếc bút màu. Bài số 2. Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta thêm vào 3 bộ nữa. Hỏi trong phòng máy có tất cả bao nhiêu bộ máy tính? Như vậy có 9 bộ máy tính, thêm vào 3 bộ máy tính, có tất cả bao nhiêu bộ máy tính? Trong phòng có tất cả số bộ máy tính là 9 cộng 3 bằng 12 bộ. Đáp số 12 bộ máy tính. Giờ qua bài toán liên quan đến phép trừ. Trong một hộp có 10 chiếc màu, Linh lấy đi 3 chiếc. Hỏi trong hộp còn bao nhiêu chiếc? Bài giải trong hộp còn số chiếc màu là 10 trừ 3 bằng 7 chiếc, đáp số 7 chiếc bút màu. Bài số 3. Nam có 16 quyển truyện. Nam cho hoa 5 quyển, hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện? Nam còn lại số quyển truyện là 16 trừ 5 bằng 11 quyển, đáp số 11 quyển truyện. Bài số 4. Trên sân bay có 11 chiếc máy bay, sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Có 11 chiếc máy bay, bay đi 2 chiếc máy bay, hỏi còn lại bao nhiêu chiếc máy bay? Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là 11 trừ 2 bằng 9 chiếc. Đáp số là 9 chiếc máy bay. Qua phần luyện tập. Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó thêm 5 bạn đi đến. Ở trên sân có tất cả bao nhiêu bạn? Trên sân có tất cả số bạn là 6 cộng 5 bằng 11 bạn, đáp số 11 bạn. Bài số 2. Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả, hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng? Cường còn lại số quả bóng là 12 trừ 5 bằng 7 quả bóng, đáp số 7 quả bóng. Giải các bài toán sau. Số 3. Tham dự cuộc thi viết về chủ đề Em yêu biển đảo Việt Nam, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?
Như vậy mình ghi là hai đội có tất cả số bài thi là 25, 30 bằng 55, 55 bài. Đáp số 55 bài thi. Như vậy mình nói là cả hai đội có tất cả số bài dự thi là 25 cộng 30 bằng 55 bài. Đáp số 55 bài dự thi. Đây làm gọn đây nha con. Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó 3 khóm đã nở hoa, hỏi còn lại bao nhiêu khóm chưa nở hoa. Như vậy số còn lại số khóm chưa nở hoa là 12 trừ 3 bằng 9 khóm. Đáp số 9 khóm. Phương pháp tiếp theo, bài toán liên quan đến phép cộng phép trừ tiếp theo. Bài toán về nhiều hơn. Tổ 1 có 6 bông hoa, tổ 3 có nhiều hơn tổ 1 2 bông hoa. Hỏi tổ 3 có mấy bông hoa? Như vậy tổ 1 có 6 bông hoa, tổ 3 nhiều hơn tổ 1 2 bông hoa. Thì ta bài giải là tổ 3 có số bông hoa là 6 cộng 2 bằng 8 bông. Đáp số 8 bông hoa. Bài số 1. Bài số 1, may gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp nhiều hơn may 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy? May gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp nhiều hơn may 5 chiếc thuyền. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền? Bài giải, Toàn gấp được số thuyền giấy là 7 cộng 5. Bằng 12 chứ. Đáp số là 12 chiếc thuyền giấy. Bài tiếp theo. Sợi dây lụa màu xanh dài 35 cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu cm? Dây màu xanh dài 35 cm, dây màu đỏ dài hơn dây màu xanh 20 cm. Sợi dây lụa màu đỏ dài hơn số cm là 35 cộng 20 bằng 55 cm. Đáp số 55 cm. Bài toán về ít hơn. Tổ 2 có 5 bông hoa, tổ 4 có ít hơn tổ 2 1 bông hoa. Hỏi tổ 4 có mấy bông hoa? Như vậy ít hơn ta trừ đi nha. Tổ 4 có số bông hoa là 5 trừ 1 bằng 4 bông hoa. Đáp số 4 bông hoa. Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách. Ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Hỏi ngăn thứ hai có bao nhiêu quyển sách? Bài giải, ngăn thứ hai có số quyển sách là 9 trừ đi 4 bằng 5 quyển. Đáp số 5 quyển sách. Bài số 4.
Năm nay anh Nam 16 tuổi. Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi Dũng bao nhiêu tuổi? Năm nay Dũng có số tuổi là 16 trừ đi 9. Mười sáu mà trừ đi chín nó bằng 7 tuổi. Đáp số 7 tuổi. Sang phần luyện tập. Phương có 12 con thú nhồi bông. Tú có nhiều hơn Phương 3 con. Hỏi Tú có mấy con thú nhồi bông? Như vậy mình học hết cộng nha các con. 12 cộng 3 bằng 15 con. Đáp số 15 con thú nhồi bông. Huyền cắt được 17 bông hoa, Hỷ cắt nhiều được ít hơn Huyền 9 bông. Hỏi Thủy Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa? Bài giải: Thủy cắt được số bông hoa là 17 trừ đi 9 bằng 8 bông. Đáp số 8 bông hoa. Tiếp tục giải các bài toán sau. Minh có Lưu có 24 bưu ảnh. Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh? Như vậy số bưu ảnh Tuấn có là 24 cộng 10 bằng 34. 34 bưu ảnh. Bài số 4. Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ. Số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc. Ở phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ? Thì mình trừ ra nha. Phòng tập có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là 11 trừ 4 bằng 7 chiếc. Đáp số 7 chiếc. Rồi các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp tiếp sau nha. Bye bye.